Chào mừng toàn thể anh chị lại quay trở lại với em Ngọc Hữu Autocar. Thưa anh chị, thì hôm nay ngày 21 tháng 9 của năm 2019, em giới thiệu đến anh chị chiếc C4 Everest. Chiếc xe này sản xuất vào năm 2011, màu đỏ. Trong bảng màu thì có thể nói là chiếc xe này phân khúc bảng màu cao nhất thưa anh chị. Đó, form dáng rất là cao, sử dụng mâm cao đến 18 inch. Và bật mí cho anh chị biết là chiếc xe này có thể nói là khi mà được rao bán với mức giá 500 và trên 500 triệu cho chiếc xe này, sản xuất vào năm 2011, thì chắc chắn là chiếc Ford Everest này là phiên bản limited, rất là hiếm hoi anh chị có thể gặp. Cụm đèn rất là lớn nè anh chị nè, xenon cụm đèn rất là lớn, xi nhan cũng rất là khác. Đèn ở bên dưới này, đèn cản cũng được lên xenon rồi luôn nha anh chị nha. Nhìn xa chiếc xe này thì có thể nói là rất là cao nha anh chị nha. Kích thước mâm của chiếc xe lên tới 18 inch, cho lên chiếc xe cực kỳ cao luôn. Và hiện tại chiếc Ford Everest biển số 60A44272 này đang được khách ký gửi em. Đó. Và bán với con số rất là phải chăng luôn, 485 triệu thưa anh chị. Đó, 485 triệu cho một bản Ford Everest số tự động hiếm hoi, máy dầu nha anh chị nha. Đó, thì bây giờ xem coi là 485 triệu ngày hôm nay mình sẽ mua được cái gì nha anh chị nha. Xe này hiện tại em đang sử dụng để em đi luôn. Đó, thì bây giờ phần trần đã được bọc 5D rồi nè anh chị nè. Về là mình không phải lên nè. Đó, phục vụ cho anh chị em rất là ok đúng không ạ? Phần sàn nè anh chị nè. Sàn như mới nè. Đó, được bọc rồi nè. Cũng như là cục đèn lái ở đằng sau thì có thể nói rất là đẹp. Đó, cốp kiết đóng rất là nhẹ nhàng, rất là chắc nha anh chị nha. Đó, rất là chắc. Đó. Thì chiếc xe này ở bên dưới thì em có nè, cảm biến nè. Đây là cảm biến khi lùi xe nè. Đó, cảm biến khi lùi xe, chiếc xe đã lên rồi nha. Đã có rồi. Đó, vỏ, mâm vỏ thì kích thước mâm 18 inch. Vỏ sau 90% như mới nha anh chị nha. Tem ở trên nhíp vẫn đang còn kìa. Đó, sơn rinh của chiếc xe này tới 90%. Đó, nếu anh chị nào lấy thì chắc là anh ấy sẽ bớt cho anh chị đó tiền chi phí để dậm sơn chiếc xe này nha anh chị nha. Đó, về mình thích làm sao dọn dẹp sao theo ý của mình nha anh chị nha. Và dòng này thì có thể nói là cực kỳ an toàn luôn anh chị. Bạn này thông thường á, Ford Everest nó chỉ có 2 túi khí thôi, nhưng mà bạn này có 4 túi nha anh chị nha. Bạn này thì một túi nằm trên vô lăng của chiếc xe, góc bên này. Đó, là cơ bản rồi. Ở phần hai ghế trước nha anh chị nha. Đây, và bên ghế tài một túi nữa nha. Đó, hệ thống dàn lậm thì hai dàn độc lập. Rất là ok đúng không ạ? Thì ở đây em đang có cái remote của chiếc Ford. Đó, nhãn hiệu Ford nha anh chị nha. Đó, xe được lên remote cửa rồi. Đó, mở khóa cũng như là khóa của chiếc xe, đèn ở trên phần kính chiếu hậu. Đăng kiểm rất là dài, tháng 1 2020. Đó, thì tháng 1 2020 thì cũng cuối năm này rồi ha. Cũng cuối năm rồi, nhưng mà thực chất ra dàn đèn của chiếc xe này lên rất là lực. Đó, mặt ga lăng rất là lớn nha anh chị nha. Số cũng rất là đẹp đó. Nè anh chị, em sẽ bấm mở khóa xe, mở xe, bật ưu tiên. Đó, xe ưu tiên tự động bật nha anh chị nha, khi mình bấm vào cái nút mở cốp này nha. Đó, thì em sẽ lên xe và lắc nhẹ cái chìa khóa coi xem coi nó sẽ như thế nào. Chiếc xe này thì đã sử dụng được 115.751 cây số nha anh chị nha. Đó, số tự động rất là mạnh. Thì trước tiên khi mà mình để nổ chiếc xe này và đi một vòng thì em nghĩ là sẽ coi một chút xíu về phần giấy tờ của chiếc xe này nha. Đó, chiếc xe này thì mang tên cà vẹt cá nhân. Đó, hộ khẩu Đồng Nai và nơi có làm vườn tại Lâm Đồng nha anh chị nha. Đó, sản xuất vào năm 2011 nè.
dung tích 2.2 và máy số tự động của nó là 2.5. Đó, em sẽ bỏ đây cho anh chị và em quay lấy nét cho rõ nhất để anh chị có thể coi, chứ rung quá lấy nét không có được. Đây nha anh chị ơi, dung tích động cơ là 2.5, 2.499 là 2.5 nha anh chị nha. Một cầu đó, sản xuất 21 for Everest. Thì phiên bản này là phiên bản limited nha anh chị nha. Phiên bản này rất là hiếm hoi luôn, mà có thể mình có thể kiếm được vào năm 2009, 2010 thì đòi, nhưng mà 21 thì chắc gì đã có người bán cho mình. Đó, kích thước mâm lên tới 18 inch, sử dụng vỏ 255 xẹt 60 18, rất là lớn, 7 chỗ. Đó, sử dụng máy dầu, động cơ dầu diesel. Thì bây giờ em sẽ bật chìa khóa lên. Ồ, máy lạnh quạt hơi bị lớn đấy. Thì bên này cũng là chỉnh điện, độ sáng đèn tập lô. Đó, cũng y chang những anh em họ hàng 207, 208. Và lên được cổng AU. Nội thất cực kỳ đơn giản. Bên này thì sao ạ? Phần bên này thì vẫn là khóa kính, chỉnh bốn kính, gương chỉnh điện. Úi dồi ôi, đơn giản vô cùng luôn. Nhưng mà được cái là em phải công nhận, nếu mà xe này em thâu á, thì con số khi mà em bán ra sợ anh chị quá hớp, cho nên là em nhận ký gửi chiếc xe này, bán cho khách và khách đổ xe tại cửa hàng bên em nha. Cho nên là anh chị cứ mái thoại cho em. Đó, đây là về phần nội thất, chủ đạo ghế da, cũng như là được bọc trần, bọc đồ rồi, rất là rộng rãi. Hàng ghế sau thì em đang gập xuống nha anh chị nha. Ford Everest thì bạn này có thể nói là bạn cao hơn các dòng xe thông thường, được người sử dụng rất là chiều chuộng nè anh chị nè. Lên một cái bọc tay lái có mạc Ford luôn, đồ sơn tĩnh điện, đồ da, đồ Bây giờ em sẽ để nổ chiếc xe này. Em đã để nổ chiếc xe nha. Tua máy lên 800, bật máy lạnh lên sao không bị rù nha anh chị. Đã bật máy lạnh, đèn AC đã báo hai dần lạnh. Đó, dần lạnh sau em đã bật lên rồi nha anh chị nha. Bên này đèn AC, red AC cũng đã bật. Bây giờ em sẽ mở tổng dàn đèn của chiếc xe này lên xem coi em nó như thế nào, cũng như là mình coi phần ngoài luôn. Cục đèn có thể nói là một chiếc xe hơi mà sử dụng tới 4 cây xenon thì có thể nói là rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đi đêm rất là sáng luôn. Dàn đèn xe này, đây là phần máy nha anh chị nha. Bây giờ em sẽ dỡ nắp capo lên và coi phần máy. Em sẽ test dàn máy là này cho anh chị nè. Hệ thống ABS cũng như là máy móc là cực kỳ khô ráo nha anh chị nha. Đó, máy móc cực kỳ khô ráo luôn. Xe này nếu mà anh chị nào sử dụng thì có thể là về cửa hàng bên em sẽ rửa ra cho anh chị thôi nha. Rửa cho anh chị thôi. Còn quan trọng là mình có chấp nhận lấy thì có thể là em sẽ ok cho anh chị nha. Đó, em sẽ rửa bình thường cho anh chị, giống như mọi chiếc xe tại cửa hàng. Đó, máy móc của chiếc xe, hệ thống ABS đầy đủ. Phiên bản này có thể nói là rất là hiếm gặp nha anh chị nha. Rất là hiếm gặp, rất là hiếm gặp nha anh chị nha. Thì bây giờ em sẽ làm thử một vòng chiếc xe này. Thắng tay thì cũng chả có gì thay đổi thôi anh chị ơi. Thắng tay vẫn nằm bên dưới này. Trời ơi, limited, bảng giới hạn. Ngồi lên xe thì có thể nói là ghế da êm hơn, cảm giác lái thì chắc có thể là chiều chuộng hơn. Bây giờ mình sẽ khởi động thử một vòng xem coi tình yêu này sẽ như thế nào nha anh chị nha. Thì
cũng hơi cực khổ cho em một chút xíu. Tại vì hiện tại bây giờ có thể nói là em đang sử dụng chiếc xe này, lái nó bằng một tay, còn một tay thì cũng đang cầm cây gimbal quay cho anh chị. À, được một cái là hệ thống sang số ngọt ngào. Đó, máy khỏe, vô lăng em thả ra nè, tay em đây nha. Đó, rất là ok. Đó, bơm của chiếc xe này có thể nói là khá là ok, hợp lý đó. Màu đỏ thì có thể nói là bản limited, mà màu đỏ như thế này thì có thể nói là rất là khó kiếm rồi nha anh chị nha. Khó kiếm cực kỳ luôn, chứ không phải dễ kiếm đâu. Cách âm cực kỳ tốt, máy ui dồi ôi, nó lên như một cái tên lửa luôn thưa anh chị. 2.5 máy dầu đạp một cái là lên như tên lửa luôn thưa anh chị, có thể nói là như vậy nha. Thì bây giờ em đang mò ra quốc lộ 20 đó, đang mò ra quốc lộ 20 rồi. Wow, wow. Thì bây giờ mình sẽ dớt một vòng lên trên quảng trường, rồi mình sẽ quay về địa điểm cũ xem coi sử dụng chiếc xe này như thế nào. Thì động cơ diesel dầu 2.5 thì có thể nói là chiếc xe này sử dụng tiêu hao nguyên liệu cũng không đáng kể bao nhiêu thưa anh chị. Xe này nếu mà đô thị thì em nghĩ chắc là nằm tầm khoảng 9 lít rưỡi dầu. Và đường trường thì em nghĩ chạy chớn, dòng Ford này ra điện rồi thì mình sẽ chạy chớn, thì chạy chớn thì không mất bao nhiêu dầu thưa anh chị nha. Nếu mà Ford Everest mà chạy chớn thì chỉ nằm đâu đó 6 lít hoặc 5 lít rưỡi, nếu mà anh chị biết cách chạy chớn. Còn chung quy lại thì em có thể xem cho anh chị là tính 7 lít đó, tính 7 lít xem cho anh chị đó. Đó là ok. Hộp số của chiếc xe này chạy được 3 tầng, đó là D3, D2 và D1. Đó. Nhưng mà thật sự ra khi em đang quay và em đang chạy như thế này thì em chỉ có thể là sử dụng tầng D và chạy cho anh chị thôi, cũng hơi tiếc. Đó. Hiện tại bây giờ anh chị cứ lên chợ tốt và mình tham khảo dòng Ford Everest 21 số tự động nha anh chị nha. Ford Everest 21 số tự động mà nằm xem đâu đó khoảng 500, cái đó là chắc chắn. Và nếu mà để so sánh với những chiếc Ford Everest bản số sàn thì có thể nói là chiếc này cách âm cực tốt, cách âm tốt hơn đó, tốt hơn rất là nhiều thưa anh chị nha. Và vào cua mượt hơn, chắc hơn nha anh chị, rất là mượt. Và xe này thì lại là một bản giới hạn của Ford Everest nữa, lên được 4 cây xenon rồi. Đó. Lên được 4 cây xenon luôn. Về phần đèn thì có thể nói là mình chả phải suy nghĩ gì, đèn mờ đèn sáng đó, tại vì đèn là quá dữ dội rồi. Thiếu về phần giải trí một chút xíu thôi. Đó, thì chiếc xe này được hỗ trợ đó là cổng AU ở bên trên màn hình đây thưa anh chị. Đó, một cái sợi dây đen đen mà lòi lòi ra ở bên dưới, thích hợp cổng AU thì mình có thể nghe nhạc trên Zing hoặc là những cái app sử dụng nhạc như Zing hoặc là nhạc của tôi.com hoặc là nhạc tại vào trong máy, và mình cắm đầu bên kia vào khe tai nghe và đồng thời mở nhạc bật qua cổng AU là sẽ kết nối với toàn bộ hệ thống xe. Không có Bluetooth, có cảm giác hơi hay lúa một chút xíu. Thì anh chị nào lấy thì chắc là nếu mà chiều lòng anh chị nhất thì em nghĩ là chắc phải lên một cái màn hình và lên thêm hệ thống camera dê. Còn chiếc xe này camera dê không có. Dạ, một cái camera dê thì đâu đó nằm tầm khoảng 500-700 ngàn. Và một cái màn hình, khi màn hình anh chị lên màn hình tới định vị GPS và thích hợp Google Maps trên này luôn thì em nghĩ nó nằm tầm khoảng rơi vào 5 triệu đến 7 triệu cho cái màn hình đó nha anh chị nha. Đó. Thì cảm giác mà khi mà ngồi trên chiếc xe này á,
mà để em lái thì đây thưa anh chị, có thể nói là đây là tầm nhìn của em nha. Đó, đây là tầm nhìn của em khi mà em lái xe. Đó, và bây giờ em đang ở trên quảng trường này, đường Nguyễn Công Trứ của thành phố Bảo Lộc. Đó, chiếc xe này được cái là khách ký gửi em, cho nên là đi chơi vòng vòng cũng được bình thường thôi anh chị. Bây giờ em sẽ đậu lại và quay lại chi tiết cho anh chị về form dáng chiếc xe này một cách ok nhất. Mình tạm thời mình đậu đây nhé. Thì cần số này đơn giản là khi mà bao nhiêu số tự động khác là bóp vào đây và về P thôi, kéo thắng tay lên là sẽ an toàn. Đó, còn bây giờ mình lại đi xuống. Thì đây là quảng trường của thành phố Bảo Lộc nha anh chị nha. Và đây là toàn bộ form dáng của chiếc xe Ford Everest 2011 bản Limited, phiên bản giới hạn nha anh chị nha. Đó, đây là form dáng của chiếc xe. Và sử dụng chủ đạo đó là màu đỏ, bản rất là hiếm. Tem ở trên xe thì đó là một bộ tem rinh. Đó, trên xe hiện tại đang có những vết chầy, thì anh chị nào lấy xe này về thì mình sẽ dậm lại những cái vết này nha anh chị nha. Đây là sơn rinh nè, nó rất là mỏng nhưng mà nó rất là lì nha anh chị nha, mỏng nhưng lì. Bông ra cỡ này rồi nhưng mà em cạo không bao giờ nó đi. Đó là sơn rinh nha anh chị nha. Chỗ này có những vết xước thì cái vết xước này đánh bát nó sẽ hết thôi. Đó, em sẽ chỉ những cái mạng lỗi lớn cho anh chị để anh chị có thể là mình nhắm sao, thợ về có thể nhận sơn cho anh chị nha. Đây nè, một cái vết ở chỗ cái ốp đây nha, là mình sơn dậm lại chỗ này. Đó, cũng như là phần trên này. Đó, như là phần trên này nha. Đó, đó là phần lỗi của chiếc xe. Đó, còn về phần điện chiếc xe này có thể nói là không lỗi nha anh chị nha. Đó, có cảm biến, đèn lên rất là dữ. Còn về phần phụ kiện thì 27 bước chân có thể nói là xuống cấp 27 bước chân rồi. Nhưng mà về phần nóc xe, anh chị cứ yên tâm. Đó, là nóc xe đang còn rất là đẹp. Đó, rất là đẹp nha anh chị nha. Đó. Còn lỗi về bệ bước chân thì cái bệ bước này anh chị có thể về thay một cặp bệ bước mới, hoặc là như thế nào đó. Mình mang ra tiệm thì ở đây bị rơi mất cái miếng nhựa, thì có thể là mình mua cái miếng nhựa đó để mình gắn vào đây nha anh chị nha. Còn chiếc xe này thì của khách ký gửi. Đó, em thì Ford Everest em đang còn 2 chiếc, cho nên là em lại không có thâu chiếc xe này nha. Đó, và ký gửi cho anh chị với mức giá rất là phải chăng, 485 triệu. Đó, bản 2011 Limited. Cách âm thì có thể nói là khi em bước lên xe thì không còn nghe tiếng máy nữa, cách âm cực kỳ tốt. Và bây giờ mình sẽ đi về nơi tình yêu bắt đầu. Thì em sẽ đi về bãi để đậu chiếc xe này lại. Và xin gửi lời cảm ơn đến anh chị đã ủng hộ em Ngọc Khởi Autocar trong suốt thời gian vừa rồi. Và nếu anh chị nào thích chiếc xe Ford Everest 2011 phiên bản Limited này, hãy gọi điện vào cho em vào số điện thoại 0869094491. Em Ngọc Khởi Autocar xin chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và chúc cho anh chị theo dõi kênh của em đang tìm hiểu xe và đang muốn mua một chiếc xe cũ, xe đã qua sử dụng hay là siêu lướt, một lời chúc mua được chiếc xe mà mình mong muốn và như ý nhất. Và một lần nữa xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.